Hi, xin chào anh em, tôi là Tuyết đây. Hôm nay không review súng mà hôm nay review một cái thứ đồ chơi khá là vui. Đây là cái hộp đạn 7.56 mm. Cái này thì đạn nó làm theo mô phỏng của Mỹ thôi. Mình thì không biết đây là hàng thật hay là hàng replica gì nữa, nhưng mà cái chất lượng nó build sản phẩm thì siêu tốt, cực kỳ tốt. Mình mua trên mạng thôi. Cái này thì là phiên bản là không nhớ 7 lít hay 9 lít nữa, 7 lít hay 9 lít nữa, nhưng mà nó tóm lại là nó làm rất chắc chắn và có clip test là nó ném xuống ao, xuống hồ nó chôn. Còn nếu đúng mà chính xác là của Mỹ ngày xưa ấy, thì cái hộp này nó là chôn được mấy chục năm móc lên vẫn ok, thậm chí băng đạn ở trong vẫn còn dùng được. Đấy, còn đây là hàng thì mình không biết hàng rep hay gì, nhưng mà mình thấy nó cũng khá là rẻ, thấy hay, hay thì mình mua. Nhưng mà cách build sản phẩm thì cực kỳ chắc chắn. Đấy. Nặng lắm. Mình mua về mình đựng DB. Đây thông số đây. Thông tin về cái hộp ở đây. Ở đây là cái nắp. Cái nắp chỗ này mới là cái mà đáng lưu ý này. Ui, không thể cậy được đâu. Mình sử dụng cái tô vít xong rồi bẫy vào đây. Bẫy ở đây thì mới cậy được ra. Cậy chút mình cậy. Tay khó lắm. Ở trên có cái quai sắt này. Dưới nó có quai sắt nữa. Ok, để mình cậy nó ra. Cậy cái chốt này ra. Sau khi sử dụng tô vít cậy thì mới bung được cái này ra. Đấy, cái chốt của nó. Xem nào. Cái này là bằng sắt bạn nhé. Còn nước sơn thì cực kỳ ok rồi. Cậy ra. Đấy. Ui, mình đổ một đống BB trong đây. Mình đổ đây là hai túi 0.2 CDS. Rơi vào tầm người hơn hai túi, 2,5 túi. Rơi vào tầm 12.000 viên, 12.000 viên. Đấy, mà nó chỉ mới đến đây. Đổ hết cái này chắc phải 5-6 túi gì đấy. Thú vị không? Các bạn nhìn này, cái giông cao su này. Đây là thứ nó đảm bảo là sẽ chống nước. Khít lắm. Mình thấy là ở miền Nam họ họ còn có những cái họ dùng cái này, hộp đạn cũ này để làm chứa đồ dụng cụ sửa xe. Đấy. Nắp họ cũng khó, nắp vào thì dễ hơn là mở, nhưng cũng rất là khoai. Ok, vậy thôi. Review cho anh em một hộp đạn chơi chơi vui vui như này. Cảm ơn anh em xem clip, chào anh em.